Xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 131 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Còn bây giờ thì đám người lý giật vẫn chưa kịp hoàn hồn, thì một thân ảnh cao lớn đã xuất hiện ở cửa động. Dựa vào ánh sáng của đống lửa, có thể nhìn thấy người đó rất cao lớn, nhưng tướng mạo lại vô cùng xấu xí, lệch thả lệch thích. Bộ râu dài như bụi tre rậm, che gần kín cả khuôn mặt, khiến cho người khác không thể đoán được tướng mạo thực sự cũng như tuổi tác cụ thể của hắn. Khi gã râu rậm xuất hiện, Lý Giật, là Tuyết Phong, Tạc Mạ Lý, Ánh Vũ Tình cùng đứng bật dậy đứng thành một hàng, dáng vẻ cảnh giác nhìn chăm chú vị khách không mời mà tới này. Chỉ có tạp lý lộ tư là trốn ở phía sau, sợ hãi nhìn ra phía trước. Tiền bối là ai? Là tuyệt phòng dáng vẻ cung kính hỏi. Qua nhân đó không thèm để ý đến câu hỏi của hắn, cũng chẳng thèm để ý đến bốn cường giả đang sẵn sàng ra tay mà bước thẳng đến cạnh đống lửa. Ánh mắt sáng rực, cầm lấy bình ngọc đặt ở cạnh đống lửa lên, dọc ngược uống sạch chút lòng tửu còn sót lại. Sau đó, Giang vẻ tiếc nuối nhìn trong bốn phía xung quanh. Còn không? Còn nữa không? Rất tiếc, hết mất rồi. Tàng mạng lý vốn là kẻ keo kiệt, sợ là tuyết phòng và đi giật lên tiếng trước, vội đáp. Thật sự hết rồi sao? Tên rầu rậm dáng vẻ vô cùng thất vọng, rồi đột ngột, giơ tay ra. Năm con tay mở rộng, tự hồ có một lực hút mạnh đem tạc mạng lý hút vào trong tay hắn. Tạc mạng lý dù sao cũng là đấu hoàng cường giả, vậy mà bị hút như vậy, không kịp phản ứng đá nằm trong tay của gã rầu rậm thấy tạc mã lý đã bị gã rầu rậm khống chế đám người đi dần sắc mặt đại biến nhưng lại lo sợ mà không dám ra tay gã rầu rậm bắt được tác mã lý không nói năng gì chỉ đây tay bóp mạnh cầm của tác mã lý mồm của tác mã lý liền mở rộng ra sau đó một cảnh tượng vô cùng bất ngờ liền xuất hiện khiến cho anh vô tình cảm thấy cũng vô cùng buồn nôn. gã dầu rậm thè lưỡi vào mồm của tác mã lý không ngừng liếm đáp rượu ngon rượu ngon đúng là long tửu rồi gã rầu rậm liếm sạch chút rượu còn sót lại trong miệng tác mã lý sau đó mới buông tay vứt gã hải tạc tác mã lý ra sau đó ánh mắt nhìn về phía đám người lý giật trên người hắn còn long tửu đấy cơ hồ cùng một lúc lý giật là tuyết phong ánh vũ tình cùng chỉ về phía tác mã lý ba người này thà phản bội bạn bè còn hơn là để lưỡi của gã rầu rậm liếm lát vào trong miệng của mình khốn nạn Tạc Mạn Lý vô cùng tức giận, ánh mắt long lên sòng sọc. Các vị, ta vô cùng vinh dự vì có những người bạn như các vị đấy. đến giận tươi cười bước lại, vỗ vỗ vài Tạc Mạn Lý. Tình thế bất đắc dĩ. <laughs> Tạc Mạn Lý lão huynh, thực ra bọn ta cũng rất muốn nếm thử lòng tiểu của ngươi. Cả rầu rậm vội vàng đẩy Lý giật ra, tóm lấy vài Tạc Mạn Lý vội vàng hỏi. Rượu đâu? Rượu ở đâu? Người nói mau, ta không đánh ngươi. Thấy cả rầu rậm đẩy mình ra, Lý giận cũng muốn thăm dò thử xem. Thôi động đấu khí, tuần vào vị trí mà gã râu rậm đã tiếp xúc với thân thể của mình. Với cô lực lượng này, cho dù là một gã đấu hoàng cường giả thì cũng bị chấn bay đi. Nhưng cái gã râu rậm này lại giống như không hề hay biết, cũng không thể hắn thôi động đấu khí, chỉ nhẹ nhàng đẩy lý giật sang một bên. Gã râu rậm không có cảm giác gì, nhưng là tuyết Phong thì lại nhìn thấy rất rõ ràng, khe hỏi, thế nào? Lý giật cười khổ, chỉ nói mấy chữ, cào thầm khôn được. Có thể đừng lý giật đánh giá như vậy. Là tuyết phong đột nhiên nhíu mày lại. Một cường giả chưa rõ là bạn hay là thủ như thế. Hiện nay không phải là chuyện đùa đâu. Gã râu rậm, rượu của chúng ta không thể uống không được. Anh Vũ Tình đột nhiên bước lên hai bước, mỉm cười nói. Người thích uống rượu như vậy, chắc cũng biết ích đợi, cũng như sự hiếm có của lòng tử. Dựa vào đâu chúng ta phải rượu ngon đưa cho người uống khổng chứ? Nói như vậy, khiến cho cả rầu rậm đột nhiên ngẩn người ra rồi nói ta đã hơn sáu chục năm chưa được uống qua rượu rồi. Các người có rượu, ta đương nhiên phải uống chứ. Lạ thật, sáu chục năm người chưa được uống rượu, thì có liên quan gì tới chúng ta? Ta không biết, dù thế nào thì rượu của các ngươi cũng phải đưa hết cho ta. Cả râu rậm mắt lộ hùng quang, ngang ngược nói một câu. Tự hồ không được uống rượu, thì sẽ sống lên đều mạng liệt. Anh vô tình vẫn không hề sợ hãi mà nói. Sao? Muốn đánh nhau à? Nếu người muốn cướp, thì chúng ta dù không đánh lại ngươi lẽ nào còn không kịp đổ rượu vào trong đống lửa hay sao? Người có cần thử không? Gã rầu rậm ngẩn người trong một lúc, bộ rầu rậm che hết khuôn mặt, nên cũng không biết gã đang nghĩ gì. Thân hình đột nhiên lao lên, tốc độ vượt qua ngoài sự tưởng tượng của đám người lý giật. Ta thử rồi, hình như các ngươi không có thời gian để đổ rượu vào trong đống lửa thì phải. Gã rầu rậm, một tay bóp chặt gáy của tạc mã lý, dáng vẻ đang ý nói. <laughs> người mắc lừa rồi, thực ra rượu ở chỗ của ta có muốn thử không hả? Anh Vũ Tình ứng biến rất nhanh, lồi hú rượu vô định uống ra, giờ lên trên không, ưa giữa đống lửa đang cháy rừng rực. Nhà đầu người giàu hoạt thật. Cả rầu rậm đành thả tác mã lý ra, giọng điệu đột nhiên thay đổi, có chút dỗ rảnh. Cô đường tốt, cô đường tốt, phải thế nào mới chịu đưa rượu cho ta đây? Đôi mắt của anh Vũ Tình chuyển động rất nhanh, cười mà nói. Nhìn bộ dạng rách rưới của ngươi, hình như cũng chẳng có kìm tệ để đổi hả? Nếu không thì thế này, ta có thể đưa rượu cho ngươi ngươi phải đồng ý giúp ta ba việc coi như tiền mua rượu thế nào ai bảo là ta không có kim tệ chứ gã rầu rậm liền sơ mó trên bộ quần áo rách dưới bộ quần áo đó hình như cũng đã mấy chục năm chừa giặt vừa rách vừa bẩn thỉu lại còn có mùi rất kỳ quái tìm khắp mọi túi trên người nhưng cũng không kiếm được nổi một đồng kim tệ tinh tạp của ta chắc là rơi mất mất rồi chỉ thật à, ở chỗ quái quỷ này tinh tạp cũng là thứ bỏ đi Ta cũng không ngờ nó còn có tác dụng. Gã dầu rậm thất vọng nói. Vậy người nói xem, ba việc cần ta giúp là gì? Khó quá, ta không làm được đâu. Đương nhiên là không quá khó. Chuyện thứ nhất là người nói xem tên tuổi, lai lịch của người thế nào? Sao lại ở chỗ này? Việc này quả thực không khó. Gã dầu rậm cũng không nghĩ ngợi gì đáp luôn. Ta tên là... Khỉ thật! Ta tên là gì nhỉ? Ta cũng quên mất rồi. Chỉ biết là mọi người thường gọi ta bằng hai biệt danh. Một là gã ma men, hai là tay cờ bạc. Cả người thấy cái tên nào dễ gọi thì gọi vậy. Ta bị đầy từ thần trì lĩnh vực tới đây. Mẹ kiếp, ta thật là may mắn. Mấy ngàn năm nay, ta là người đầu tiên phạm phải cấm luật của thần trì lĩnh vực. Ta một mình ở đây đã 50 năm rồi. Có lẽ là 60 năm, ai mà biết được chứ. Dù sao thì lúc ta bị đẩy tới đây vẫn chưa có dâu à. Người là người của thần trì lĩnh vực ư. Ừ. Là tuyết phong vô cùng ngạc nhiên, cũng vô cùng vui mừng đây quả thực là món quà mà vạn thần đã bàn tặng cho bọn chúng. Đang định đi tới thần chi lĩnh vực thì vạn thần lại đem gã này tới đây. Đương nhiên, ta từ nhỏ sống tại thần chi lĩnh vực. Có vấn đề gì sao? Không có gì, tử quỷ. Ánh Vũ Tình cười nói. Ta gọi ngươi là tử quỷ vậy. Ta hỏi ngươi, nơi này cách thần chi lĩnh vực bao xa? Sao ngươi không tìm cách mà quay về? Quay về sao? Sao ta lại không muốn chứ? Vấn đề là nơi này là thần chi lĩnh vực ngăn cách bởi băng hải vơi vơi. Quái thú trong băng hải, người thực sự không thể tưởng tượng nổi, nó lớn như thế nào đâu. Khốn kiếp thật, ta đã từng gặp một con cá, mặt của nó to bằng một trái núi ở trước mặt vậy. Những lời này của gã râu rậm tử quỷ khiến cho Lý Giật là tuyệt phong đột nhiên vô cùng thất vọng. Thực lực của gã râu rậm tử quỷ này tuyệt đối không kém hơn năm người bọn họ. Ngay cả hắn cũng không dám thử vượt biển quay lại thần trí lĩnh vực, thì đủ thấy khó khăn đến nhường nào mặt to bằng trái núi. Cho dù không phải là ma thú, thì lực lượng của nó, còn người nhỏ bé cũng không thể chống lại nổi. Cầm lấy đi, còn có hai việc ta nghĩ chừa ra, sau này sẽ nói tiếp. Anh Vũ Tình cũng vô cùng thất vọng, ném hũ rượu cho tiểu quỷ. Tiểu quỷ cầm lấy hũ rượu, ánh mắt lóe lên rồi nói. Ta đã trả lời các người không chỉ ba câu hỏi rồi, còn nợ ngươi cái gì chứ? Hũ rượu này vốn phải thuộc về ta. Nói xong, hắn tạm bóc nắp hũ rượu ra, ngược cổ lên tu, sắc mặt đột biến, quạt anh Vũ Tịnh. Nhà đầu, Người lừa ta, đây căn bản không phải là Long Tử. Trời xấu sẽ không có kết cục tốt, rõ ràng đã đồng ý ba việc với ta, ta cũng không nói một câu hỏi là một việc. Ta trời xấu gì nào, rõ ràng người lừa ta trước. Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Tạc Mã Lý đột nhiên lên tiếng nói với tiểu quỷ. Người chẳng phải còn có một biệt hiệu nữa, đặt tay cờ bạc hay sao? Xem ra rất thích cờ bạc, chỉ bằng chúng ta cược một ván, nếu người thắng thì long tử là của ngươi hết nếu người thua thì sau này ngươi phải nghe theo chúng ta <laughs> cược thế nào không sai cả đời ta chỉ có hai sở thích uống rượu và đánh bạc thôi Cá râu rậm lời tiền trong bộ quần áo bẩn thỉu ra bà viền xúc sắc cược to cược nhỏ đi tinh tắm mất rồi mà bà viền xúc sắc này vẫn còn có thể thấy trong mắt tử quỷ bà viền xúc sắc này còn quan trọng hơn nhiều chúng ta không chơi trò này Tạc bản lý sủa sủa tay cười nói, Long tửu là chí tôn trong các loại rượu, nếu chỉ dựa vào mấy viên xúc sắc và vận may để thắng, thì thật là hạ nhục cực phẩm thần vật như vậy. Thế này đi, nếu đã đánh cược thì cược lớn một chút, cược khó một chút, như vậy mới thú vị, có phải không nào? Tư quỳ hiển nhiên cũng rất có hứng thú, nhưng tên này cũng không ngốc, sợ tạc bản lý dở trò gì nên thận trọng nói. Người nói trước xem cược như thế nào nào? Trò cược này đối với người cũng có rất nhiều lợi độc. Chúng ta cược xem chúng ta có thể bình an đến thần trì lĩnh vực được hay không? Từ quy ngẩn người ra, một lúc sau mới nói. Cái gì? Các người muốn tới thần trì lĩnh vực chỉ dựa vào mấy tên nhóc các người ư? Ừ. Đùa hay sao chứ? Không phải đùa, cho dù người không cược với ta, chúng ta cũng sẽ đi. Tạc vạn lý nghiêm túc nói, không hề có chút đùa cợt. Các người dựa vào cái gì để đi chứ? Phải biết rằng nơi này và bằng hải đều có cấm chế không thể nào bay được đóng thuyền chèo mà đi thôi. Tác vạn lý tự tin cười nói. Thái độ tự tin này, kiên lý giận và là tuyết phong cũng nhằn nhóm lại chút hy vọng. đúng thế, sao có thể quên tác vạn lý nhỉ? Tác vạn lý là ai? là tướng cướp trên biển cơ mà. đóng thuyền ư? Ừ, dựa vào mấy người các ngươi mà có thể đóng được thuyền vượt biển hay sao? vậy nên mới khó. người nói trước xem có được hay không? có cược với chúng ta không nào? Tư quyền ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu. không cược không cược. ván cược này không công bằng nếu ta thua thì không có rượu uống. Nếu ta thắng, e rằng các người cũng chôn thây trong lòng biển. Còn có long tử nào chứ? Tiểu tử, đừng có lừa gạt ta vậy. Đúng là có chút không công bằng. Tăng Mã Lý mỉm cười. Nếu không thì thế này, nếu chúng ta thất bại, thì dù cũng không sao cả. Trước khi chết, nhất định sẽ để rượu cho ngươi. Nếu thành công, thì rượu cũng sẽ đưa cho ngươi. Nhưng sau này, ngươi phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Thế nào, công bằng chưa nào? Nghe hay đấy, từ quỷ mỉm cười. Văn cực này đối với hắn mà nói vô cùng hấp dẫn. Thứ nhất, hắn cũng có cơ hội thoát khỏi nơi quỷ quái này. Thứ hai, bật đoạn thế nào, lòng tử cũng thuộc về hắn. Văn cực bây giờ vẫn không công bằng, nhưng là không công bằng với tác mã lý. Chỗ ta còn tới mấy hũ rượu, coi như là phần thưởng thêm. Tuy không sánh được bằng lòng tử, nhưng cũng là rượu ngon hiếm có, để gợi uống trước khi văn cực kết thúc. Anh vô tình, sao lại không hiểu dụng ý của tác mã lý? vỗ vỗ dùng giới cười hi hi rồi nói. Được, cứ quyết định như vậy đi. Ta cảnh cáo các ngươi, đừng có định dở cho gì đấy. Trong nháy mắt, nhóm người này đã có thêm một cường giả cao thâm khôn lường trợ giúp. Đi giật và la tuyết phong vô cùng vui mừng, nướng thêm một con giả thú nữa, uống tiếp mấy hũ rượu. Năm người nằm nghe tiểu quỷ kể về cuộc sống ở đời quỷ quái này. Đương nhiên, cũng tìm hiểu cả về cuộc sống của hắn khi còn ở thần trì lĩnh vực. Thì ra thần trì lĩnh vực cũng giống như đấu thần đại lục đều là lãnh địa của nhân loại chỉ khác ở chỗ nơi đó nhỏ hơn nhiều so với đấu thần đại lục nhân loại cũng phần hóa rất rõ ràng có những người căn bản không thể tu luyện được đấu khí chỉ có thể vĩnh viễn làm người bình thường còn những người có thể tu luyện được đấu khí thì do môi trường đặc biệt của thần trì lĩnh vực nên thiên địa linh khí ở đó vô cùng nồng đậm tốc độ tu luyện do vậy cũng nhanh hơn nhiều không ít cường giả cuối cùng có thể tu luyện thành đấu thần tư chất kém thì cũng có thể tu luyện thành đấu tôn đấu thánh đó thực sự là mảnh đất của cường giả con từ quỷ do hàm bề rượu và cờ bạc nói như lời hắn thì vì hai khuyết điểm mà đối với nam nhân thì không thể coi là khuyết điểm nên đã phạm phải lỗi đầm có chút hoang đường kết quả là bị mấy lão già ngoan cố ở thần trí lĩnh vực đầy đến cái nơi quỷ quái này lỗi đầm mà tên này phạm phải nhất định không nhỏ nếu không cũng không đến nỗi trở thành người đầu tiên trong mấy ngàn năm nay bị đầy khỏi thần chi lĩnh vực. Nhưng đám người đi dần vẫn giả bộ bất bình thay cho hắn, khiến tử quỷ cuối cùng có bọn chúng như bằng hữu thật sự. Bật giác một đêm đã trôi qua, ánh bình minh xuất hiện, bầu trời trong xanh, tuyết trắng kéo dài tới tận chân trời. Theo như lời của tử quỷ, thì đám người lý giật được biết, ba mặt của vùng này đều là núi tuyết kéo dài không dừng. Hắn cũng đã thử vượt qua núi tuyết này, nhưng cuối cùng đều thất bại. Còn mặt còn lại là biển băng trôi, từ quỷ cũng đã từng thử đạp băng đi trên biển ngoài trăm dặm, nhưng cuối cùng gặp phải con cá có mắt to như trái núi đó, cuối cùng sợ quá đành phải quay lại. Còn rừng cây này cũng không lớn lắm, có hình lưỡi liềm, đi một vòng quanh rừng cây cũng chỉ mất vài ngày. Lúc này bọn người lý giật đi xuyên qua rừng cây, chỉ đường ngày đã ra tới biển băng trôi. Không hồ danh là biển băng trôi, nhìn khắp tầm mắt đều chỉ là rừng, từng tảng băng trôi nối tiếp nhau tàng lớn như trái núi tàng nhỏ thì chỉ có vài trượng, kéo dài tới tận chân trời căn cứ theo nhiệt độ thì lẽ ra nơi này phải đóng băng hết mới đúng nhưng kỳ lạ là nước biển ở đây lại chỉ hình thành băng trôi sau khi ra tới bờ biển tăng mã lý hỏi thăm tử quỷ về tình hình nước triều của biển băng trôi sau đó bắt đầu đi dọc theo bờ biển tìm chỗ thích hợp để xây dựng ụ tàu tử quỷ dường như cũng không biết nhiều về thủy triều thời tiết hơn so với là tác mãn lý là mấy nhưng cũng đã giúp cá thủ lĩnh cướp biệt có thêm chút ít thông tin tham khảo quý báu Cuối cùng tác mãn lý lựa chọn chỗ giáp nhau giữa bãi cát và một vách đá ở bờ biển làm nơi dựng ngụ tàu nói là làm tác mãn lý đương nhiên trở thành tổng chỉ huy đóng tàu nhiệm vụ ban đầu của lý giật và đà tuyết phong là chặt gỗ nói như gã tướng cướp biệt thì hắn muốn đóng một chiếc tàu lớn thực sự chứ không phải là một con xuồng do vậy cũng cần rất nhiều gỗ Lý Giật và La Tuyết Phong trở thành hai kẻ phá hoại môi trường, đốn sạch không biết bao nhiêu là cây cổ thụ đã sống mấy ngàn mấy vạn năm, sau đó giao cho tử quỷ vận chuyển về. Sau khi chuyển về bờ biển, anh Vũ Tình và Tạp Lý Lộ Tư liên tiếp tục giả công theo sự chỉ huy của Tạc Mã Lý. Tạc Mã Lý không hồ là tướng cướp biệt, dưới sự chỉ huy của hắn, công việc đóng tàu tiến hành rất thuận lợi. Chỉ ba ngày sau, một đụ tàu lớn đã được xây dựng ở trên bờ biển băng trôi. Công việc đốn gỗ tẻ nhạt chán ngắt. Hai vị đấu tôn cường giả trở thành thợ đốn gỗ. Bất giác nhìn nhau đều có thể cảm nhận thấy sự bất đắc dĩ của đối phương. Đấu tôn cường giả ở đấu thần đại lục kỳ gớm thế nào? Nếu để cho người khác biết, hai vị đấu tôn cường giả ở đây lại trở thành thợ đốn gỗ, không cười vỡ bụng mới là lạ. Những cây chịu lạnh to lớn đó vô cùng dẻo dai. Lý giật và La Tuyết Phong tự hạ thấp phẩm cách của mình, nhưng cũng không thể cho siêu phẩm thần binh hạ thấp phẩm cách làm công cụ để mà chặt cây đồng thời cũng để tu luyện hai người đều dùng đấu khí để đốn gỗ cũng may mà dưới uy lực của hai vị đấu tôn cường giả cây cối dẻo dài thế nào thì cũng chỉ như tờ giấy mỏng hiệu suất công việc rất đáng hài lòng hiệu suất công việc của tử quỷ còn khủng khiếp hơn hắn dường như không biết mệt mỏi những cây cổ thụ ngàn năm mà hắn mỗi tay một cây đi như bay lý dần và la tuyết phong cơ hồ còn không đốn kịp cho hắn vận chuyển trong ba ngày ô tàu được dựng xong bọn chúng cũng đã chuẩn bị xong đủ số gỗ cần dùng. Công việc tiếp theo của ba người là xấy khô gỗ. Thời tiết ở biển băng trời rất không ổn định, lùng trời lắng, lúc tuyết rơi. Gỗ sau khi được ánh vũ tình và tạp lý đầu tư gia công xong vẫn cần được xấy khô. Nhưng nếu trong điều kiện thời tiết này mà muốn đạt đến yêu cầu của tác mã lý thì có lẽ phải cần tới vài trăm. Do vậy, tác mã lý quyết định để lý giật và la tuyết phong cùng từ quỷ dùng hỏa hệ đấu khí lần lượt giấy khô gỗ. Công việc này so với đốn gỗ thì càng yêu cầu cẩn thận hơn nhiều, cần phải khống chế tốt lực lượng của đấu khí. Yếu quá thì hiệu quả không cao, mạnh quá thì gỗ sẽ cháy thành than. Hiện tại tắc mã lý trăn trở nhất là chuyện buồm của tàu. Hắn đã tìm khắp cả cánh rừng, nhưng vẫn chưa tìm ra được vật liệu thích hợp để làm buồm. Sòng bầy thì rất dẻo dai, nhưng thứ nhất là quá nặng, thứ hai là đan lát cũng rất phiền phức. Hơn nữa, dùng cũng rất bất tiện, Vấn đề động lực của tàu nhờ có sáng kiến của Lý Giật mà được giải quyết. Lý Giật cho rằng khí hậu của biển bằng trồi rất là khắc nghiệt. Lấy gió làm động lực thì đối với những thủy thủ ngoài tác mã lý ra sẽ là một thảm họa. Nhưng nếu như lấy người làm động lực thì các đấu tôn đấu hoàng cường giả này sẽ phát huy tác dụng rất lớn nên hắn kiến nghị dùng mái chèo. Một lời làm tỉnh cả cơn mê. Tăng Mã Lý lập tức thay đổi thiết kế của con tàu, lựa chọn hình thức không cần cánh buồm. Con tàu cũng dài hẹp hơn, ở hai bên tăng thêm một hàng mái chèo lớn. Đi giận tham gia vào việc thiết kế, hắn và tác mãn lý đem mái chèo thông qua một hệ thống bánh răng gỗ liên kết với một bản xoay lớn ở trên khoang tàu, thông qua chuyển động bản xoay này để điều khiển mái chèo. Đi giận còn căn cứ vào thiết kế tàu thuyền ở kiếp trước, ở đuôi tàu còn làm thêm một bộ vận chân vịt gỗ và một bộ điều chỉnh phương hướng. Nhưng xét tới việc chân vịt gỗ rất yếu, do vậy đi giận không coi nó như hệ thống động lực chủ yếu mà chỉ là hệ thống động lực phụ trợ. Thiết kế này khiến tác mã lý vô cùng kinh ngạc. Cuối cùng, dành cho lý giật một đánh giá và đề nghị không biết nên cười hay nên khóc. Tại tên người có năng lực bẩm sinh khiến cho trở thành cấp biển đấy. Chỉ bằng sau khi thoát khỏi thần trì lĩnh vực thì xây dựng một tập đoàn cướp biển lớn mạnh nhất lịch sử cùng với ta. Liên giật đương nhiên không hề có hứng thú làm cướp biển tí nào, nên cũng đành nói cho quả chuyện. Đó là chuyện của sau này. Bây giờ phải đặt một cái tên cho tàu của chúng ta chứ tàu vũ tình anh vũ tình không biết xấu hổ nói tàu xúc sắc tư quý đề nghị tàu trân ni tập lý lộ tư thấy mọi người đưa mắt không hiểu liên giải thích đó là tên nữ nhân của ta Các người đừng tranh nữa đây là tàu do ta đóng phải gọi là tàu tác mã lý tàu đấu thần liên giật và la tuyết phong cùng đề nghị cuối cùng tàu đấu thần có hai phiếu nên được lựa chọn dù gì thì cũng là con tàu lớn dài hàng mấy chục mét nên việc đóng tàu cũng không đơn giản, đặc biệt là đổi thành thiết kế không cánh buồm, nền tăng mạng lý cũng cần có một quá trình tìm tòi cải tiến, khiến cho hệ thống động lực trở nên hợp lý hơn. Dùng lực lượng nhỏ nhất điều khiển cả một con tàu lớn. Trong những ngày tiếp theo, ngoài tăng mã lý suốt ngày nhằn nhó với bánh răng bánh lái, còn đám người lý giật lại nhàn tản hơn rất nhiều. Lý giật bắt đầu lợi dụng thời gian rảnh rỗi, tu luyện đấu khí để củng cố cảnh giới đấu tôn vừa đạt được chưa lâu. Sau khi đột phá lên cảnh giới đấu tôn, lý giật cảm thấy kinh mạch trong cơ thể càng trở nên to lớn hơn lượng đấu khí có thể dùng nạp và tuôn ra trong khoảnh khắc cũng lớn hơn rất nhiều cô thiền ma đấu khí ở trong đan điền khí hải dường như cũng có dấu hiệu sắp đột phá chỉ là khi lý giật bắt đầu tu luyện cẩn thận thì cách đột phá lên thiền ma tầng thứ tư thì đã phát hiện ra khu vực rìa của bằng phòng thế giới này tuy tiền điện linh khí cũng rất nồng đượm nhưng hiệu quả tu luyện lại không hề cao nhưng hiệu quả tu luyện không cao này so với là tuyết phong còn tốt hơn rất nhiều. Là tuyết phong, căn bản không tu luyện gì, bởi hắn dù có tu luyện cũng chẳng có ích lợi gì cả. Dường như tất cả mọi tiềm lực của hắn đã tiêu hào sạch sẽ. Sau khi tiến vào cảnh giới đấu tôn, hắn tu luyện thế nào cũng không có tác dụng. Thấy Lý giật tùy chậm nhưng vẫn có thể biến thiên địa linh khí trở thành đấu khí. Là tuyết phong đương nhiên không thoải mái, đi thuyền ngược dòng, không tiến nghĩa là đùi. Lý giật tùy mới tiến đến đấu tôn cảnh giới, nhưng cảnh giới tu luyện đã đuổi kịp hắn hơn nữa có nhất định sẽ vượt qua hắn bất luận là ai nhìn thấy tình hình đó cũng đều không thể vui vẻ cho nổi khi lý giật kết thúc tu luyện đứng dậy nhìn thấy thái độ của la tuyết phong hắn lập tức hiểu ra tu luyện ngay trước mặt la tuyết phong có lẽ không phải là sự lựa chọn sáng suốt bất luận là lý giật hay la tuyết phong đều hiểu rõ lúc này cả hai trở thành bằng hữu là vì lợi ích tương lai cũng có thể vì lợi ích khác nhau mà trở thành kẻ thù ai cũng sẽ lưu lại một đòn cuối cùng, một đòn có thể tiêu diệt đối phương. Đương nhiên, đó là chuyện sau này, mà khi lợi ích khác nhau vẫn chưa xuất hiện, thì bọn họ vẫn còn là bằng hữu. Có mấy chục ngày lao động vất vả, tàu đốc thần của tác mã lý cuối cùng đã thành hình, bước vào giai đoạn quan trọng nhất, lập đặt và vận hành thử hệ thống động lực. Nhưng đúng lúc đó, bất ngờ lại xảy đến với nhóm sáu người, tổ hợp lại một cách vô cùng viễn cưỡng. Hôm đó trời nắng thật là đẹp. Tất cả mọi người ngoài tác mãn lý bận rộn vận hành thử hệ thống động lực. Tất cả mọi người còn lại đều nhàn rỗi nằm sưởi nắng trên bãi biển. Lý giật nằm phơi nắng, trong lòng thầm suy nghĩ. Từ sau khi rời khỏi thiên phong đế quốc, đều gặp không ít sự cố, không có thời gian tu luyện, làm lãng phí mấy bộ công pháp đấu kỹ cấp bậc bạch khổ, chuẩn bị tiến vào nơi cường giả đầy rẫy như thần chí lĩnh vực. Nếu chỉ dựa vào chút bản lĩnh hiện tại, e rằng không có cả tư cách để tự bảo vệ mình chưa nói đâu xa chỉ riêng tay tiểu quỷ trước mặt này nếu thực sự động thủ thì mình cũng không phải đối thủ của hắn càng hy càng cảm thấy nằm phơi nắng ở đây là một tội lỗi Lý dần không nói với những người khác đứng dậy đi sâu vào trong rừng cây đám người la tuyết phong cho rằng hắn đi vệ sinh nên cũng không hỏi hàn gì rời khỏi ánh mắt của mọi người Lý dần bước nhanh hơn về phía chân núi bao quanh lấy cánh rừng này cứ đi như vậy khoảng hơn một giờ thấy đã rời khỏi bờ biển khá xa lý giật mới tìm một chỗ vắng vẻ ngồi xếp bằng lôi mấy bộ công pháp đấu kỹ từ trong dung giới ra lão già nên ra ngoài hít thở không khí rồi lý giật gọi xà tôn giả ra xem ra lão già này cũng đã tổn hao không ít linh hồn trì lực mấy ngày nay cũng không có động tính gì tiểu tử lại muốn bổn tôn giúp người làm gì thế thấy lý giật chủ động gọi ra xà tôn giả theo bản năng vô cùng cảnh giác không có việc gì nói chuyện thôi mà không có việc gì, thì ngươi truyền thiên bản đấu khí cho ta làm gì? Ai rảnh rỗi nói chuyện với người chứ? Lão quỷ, làm gì cũng phải có lương tâm. Mấy ngày nay, ta cũng bổ sung cho lão không ít thiên bà đấu khí rồi. Sao tôn giả ngưỡng khí dịu lại, hi hi nói. Tiểu tử người coi như cũng có lương tâm. Nói xem, lại gặp chuyện gì nào? Kể ra thì cũng chẳng có việc gì. Chỉ muốn hỏi một chút, lão đã từng nhìn thấy có người tu luyện tới một cảnh giới nhất định. Bất luận tu luyện thế nào, cũng không thể tiến bộ chứ. Trầm gầm một lúc, Sa Tôn Xả mới cất tiếng nói. Người nói tên thiên tài của tiền tài là tuyết Phong sao? Tiểu tử đó thực sự là thiên tài tu luyện đấu khí. Chỉ tiếc là tiếc là hắn không may mắn như ngươi, có thể gặp được thầy giáo tốt như ta. Sự cao ngạo của Sa Tôn Giả khiến Lý Giật thầm kinh bị. Không ngờ dám nói là tuyết Phong không gặp được thầy giáo tốt. Người ta là đệ tử của Lan Lan Học Viện. Lan Lan Học Viện là nơi như thế nào? đó là học viện tu luyện đấu khí số 1 của đấu thần đại lục. Hơn nữa, hắn còn là học viên do đích thần viện trưởng An Đức Lược chỉ bảo, dám bảo người ta không có thầy giáo tốt sao? Tiểu tử, người đừng có mà không phục. Nếu là tuyết phòng có ta dạy bảo, lúc này còn lâu mới chịu dừng lại ở đấu tôn tầng thứ nhất, không tiến lên được chút nào nữa. E rằng đã chuẩn bị đột phá lên cảnh giới đấu thánh rồi. Kỳ gớm như vậy sao? Lý giận không khỏi ngưỡng mộ nói. Vậy ta bằng tuổi hắn, phải chăng cũng có thể chuẩn bị đột phá để cảnh giới đấu thánh rồi. Người ư, ừ, người không có được thiên phú tốt như là Tuyết Phong, nhưng người lại may hơn hắn nhiều. Là Tuyết Phong chẳng phải đồng thời tu luyện ba hệ đấu khí hay sao? Người thường chỉ biết đấu khí, tu luyện càng nhiều càng tốt, nhưng lại không hề biết rằng, nhiều khi nhiều quá thì không tinh thâm, tạp loạn không thuận khiết. Nếu chỉ tu luyện hai ba hệ đấu khí thì hậu quả còn chưa lớn, nhưng nếu bát hệ thì <laughs> Cho dù hắn thiên phú hơn người, thì cũng không thể dựa vào thực lực của bản thân để điều hòa tám loại đấu khí có thuộc tính khác nhau, tường sinh tượng khác. Hắn có thể đột phá đến cảnh giới đấu tôn, e rằng cũng là nhờ cao nhân trợ giúp. Nhưng sau khi đột phá, thì không thể nào tiến bộ gì được nữa. Bởi tới cảnh giới đấu tôn, thì lực lượng bình thường không thể khắc chế được tám loại đấu khí có thuộc tính khác nhau đó nữa. Thiên địa linh khí lực, hắn hấp thu được đều tiêu hào vào việc khắc chế tám loại đấu khí tường khắc. Tiểu tử, ngươi hiểu ý của ta chứ? Hiểu rồi, nghĩa là La Tuyết Phong không thể có tiến bộ gì nữa, là do tiêu hào trong cơ thể quá lớn. Thiên địa linh khí hấp thu được đều bị tiêu hao sạch hết cả rồi. Vậy sư phụ à, có khi có cách gì hóa giải không? Đương nhiên là có cách. Trên đời này chỉ cần có vấn đề là sẽ có cách giải quyết. Nhưng tình hình hiện tại của La Tuyết Phong, cho dù là có cách, thì cũng vô cùng nguy hiểm. Thập tử thì thừa, mà nhất sinh thì lại chẳng có. Chúng ta không vòng vo nữa có được không? Theo như ta được biết, để hóa giải tình trạng hiện nay của là tuyết phong, thì chỉ có một cách, đó là tu luyện một loại đấu khí hệ ám thuộc tính. Sau đó, lại tu luyện thiên ma đấu khí, dùng thiên ma đấu khí luyện hóa chín loại đấu khí kia quỷ nhất. Nhưng nói thì dễ, muốn làm được lại vô cùng khó. Ngày bước đầu tiên là tu luyện đấu khí ám thuộc tính đã vô cùng nguy hiểm tam hệ đấu khí cùng ở trong đan điền khí hải đã vô cùng không ổn định rồi. Bây giờ lại thêm đấu khí ám thuộc tính tường khắc với thánh hệ đấu khí. Không cẩn thận thì cả đan điền khí hải sẽ bị phế. Còn bước thứ hai là tu luyện thiền mà đấu khí để luyện hóa chín loại đấu khí kia. Trừ khi có đấu thần cường giả hộ pháp. Nếu không, căn bản là hành động tự sát. Nhưng nếu có thể thành công thì sẽ nhờ họa mà được phúc một bước lên rời. Nghe giả tôn giả nói vậy, lại ngẫm lại những hành động của là tuyết phong liên dần đột nhiên có một suy đoán là tuyết phong không kể hiểm nguy nào tiến vào thần chi lĩnh vực phải chăng là để tìm kiếm một đốc thần cường giả giúp mình hộ pháp chăng nếu thực sự như vậy thì nguyên nhân hắn không thể tiếp tục tù luyện được theo xà tôn giả nói e rằng là tuyết phong cũng đã biết rất rõ dù sao hắn cũng đã đệ tử ruột của viện trường an đức lược của đà là Lan học viện đấy xảy ra tình trạng không thể tù luyện tiếp được như vậy ăn Đức Lực tuyệt đối sẽ không thể không quan tâm tới. Nghĩ thêm một bước nữa là tuyệt Phong ăn trộm Thánh khí, xông vào băng phong thế giới, phải chăng cũng là do An Đức Lực ngầm đồng ý chăng? Việc này kể ra cũng rất có khả năng, bởi Thánh khí của học viện, cho dù là một viện trưởng như An Đức Lực cũng không thể tự tiện đưa cho La Tuyết Phong dùng được. Dù sao cũng liên quan tới Tam Đại Tông Môn, nên là cách duy nhất là để La Tuyết Phong tự ăn trộm. Thánh khí quan trọng như vậy học viện nhất định sẽ canh phòng cẩn mật. Là Tuyết Phong có giỏi thế nào thì cũng chỉ là một học viên, căn bản không thể có cơ hội lại gần thánh khí được. Sao lại có thể ăn trộm được dễ dàng như vậy? Còn tiện tay lấy được một kiện siêu phẩm thần khí nữa chứ? Lý giật luôn cảm thấy việc là tuyết phong phản bội học viện La Lan không đơn giản như vậy. Suy đoán như vậy thì những khuất tất viết trong là rất lớn. Ví dụ như ăn đức lược và là tuyết phong suốt cuộc có quan hệ như thế nào? Chỉ là quan hệ sư đồ thì không thể giải thích nổi nếu không án đức lược cũng không mạo hiểm như vậy. Còn sự xuất hiện của cường giả, đấu thần điện và tứ đại ma tông, không khéo, đây đã là sự tranh đấu ngầm giữa tam đại thế lực của đấu thần đại lục. Ngầm nghĩ kỹ việc này, đối với lý giật vô cùng quan trọng, tuyệt đối không hề hồ đồ để bị cuốn vào cuộc tranh đấu của tam đại thế lực, làm quân cờ trong tay của kẻ khác. Tiểu tử, quan hệ của người và La Tuyết Phong không tốt đến mức đưa cả thiên bạc công pháp cho hắn tù luyện đấy chứ ta cảnh cáo ngươi, cho dù bây giờ hắn có tu luyện thiên ma đấu khí, dựa vào bản lĩnh của ngươi cũng tuyệt đối không thể hộ pháp cho hắn, đảm bảo cho hắn có thể luyện hóa thành công tám loại đấu khí kia. Lời của xà tôn giả lùi lý giật quay lại hiện thực. Thực ra nói chuyện của La Tuyết Phong với xà tôn giả cũng chỉ là chuyện ngoài đề, nói xong rồi, lý giật mới bắt đầu nói tới chuyện chính. Yên tâm đi, ta không ngốc đến như vậy đâu. Đúng rồi sư phụ, ta muốn tu luyện thêm một hệ công pháp hiện tại trong tay có một bộ phòng hệ và một bộ thổ hệ bạch hổ công pháp. Người cảm thấy ta nên tu luyện loại nào thì tốt hơn. Bây giờ sao? Đúng vậy, đợi tàu đấu thần của chúng ta khởi hành, e rằng chúng ta cũng không còn nhiều thời gian nữa. ngẫm đi một lúc, gia tôn giả mới trả lời. Tu luyện thổ hệ đi. Thứ nhất thổ hệ công pháp là loại công pháp người đã tu luyện không xung đột lớn lắm. Có bổn tôn hộ pháp, cơ hội không cần lo lắng gì. Hay là tới thần chi lĩnh vực có một hệ công pháp phòng ngự sẽ có rất nhiều ích lợi cho người trong việc giữ mạng. Được, vậy quyết định như vậy đi. Lý Dận bây giờ giữ lại độn thổ quyết, đem các loại công pháp còn lại nhét vào trong dùng giới. Lý Dận cũng không vội vàng tu luyện công pháp mới, mà đem thiên ma đấu khí dẫn vào khỏi trong đàn điền khí hải, vận chuyển một vòng quanh kinh mạch khắp thân thể. Căn cứ vào kinh nghiệm tu luyện trước kia, để hạn chế sự xung đột giữa công pháp cũ và mới, Đi giật thông qua thiên khôn địa cản châu, tường hóa thiên ba đấu khí đến cực hạn để khắc chế bốn hệ đấu khí còn lại. Lúc này, ở trong đan điền khí hải, thiên ba đấu khí vô cùng sùng mãn đã bao bọc chặt lấy bốn hệ đấu khí còn lại. Bốn hệ đấu khí kia giữ sự khắc chế của cỗ năng lượng sùng mãn này, giống như những con cừu ngoan ngoãn, không hề có dấu hiệu phản kháng. Chuẩn bị xong hết rồi, điên giật mới đưa một tiền đấu khí nhập vào trong đồn thổ quyết. Đồn thổ quyết công pháp hóa thành một đạo tin tức tuôn vào trong đầu của Lý Giật. Còn một tia đấu khí màu vàng đất thì nhanh chóng nhập vào trong cơ thể Lý Giật, tiến vào trong kinh mạch. Căn cứ theo ghi chép trong công pháp, Lý Giật dẫn thiết thổ hệ đấu khí đó đi khắp kinh mạch trong cơ thể. Đấu khí hấp thu thổ quyền tố ở trong thiên địa linh khí ở trong kinh mạch, dần trở nên cường đại hơn. Tiếp tục vận chuyển thêm mấy lượt nữa, khi cỗ đấu khí này như một dòng nước sông cuồn cuộn trong kinh mạch, Lý Giật mới định làm tiếp bước thứ hai, cũng là bước quan trọng nhất bước quan trọng nhất là đem thổ hệ đấu khí dẫn vào trong đan điền khí hải đem nó thành một bộ phận đấu khí của mình mấu chốt của bước này là ở chỗ phải lấy tiền mà đấu khí thuần phục nó đưa năng lượng cuồng bạo của nó đạt tới mức độ thích hợp yếu quá thì nhất định sẽ bị bốn hệ đấu khí còn lại khắc chế vậy những nỗ lực vừa rồi coi như phí công nếu mà thổ hệ đấu khí quá cường hãn thì sẽ ảnh hưởng tới bốn hệ đấu khí còn lại nữa đúng như lời xả tôn giả đã nói dù do thổ hệ đấu khí và các hệ đấu khí khác cũng không tưởng khắc kỳ gớm như là nước với lửa. Điên giật rất yên ổn, được cô thổ hệ đấu khí vào trong đan điện. Đột nhiên cả đan điện khí hải đều khẽ rung lên. thiên bản đấu khí nhanh chóng tuôn trào. Hai cỗ đấu khí đan xen vào nhau. Năng lượng cường đại khiến thân thể lý giật cũng khẽ rung lên. Tiểu tử, chút khổ sở này hiện tại đối với ngươi đã không còn vấn đề gì rồi. Sau này nắm lấy thời gian, luyện hóa cỗ thổ hệ đấu khí này đi so với những lần tu luyện trước đây, lực xung đột của các loại đấu khí lần này vẫn còn trong khả năng chịu đựng của Lý Giật. Cô chịu đựng sự đau đớn của thân thể, điên Giật nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ, dẫn đạo thổ hệ đấu khí kia. Dưới năng lượng cường hãn của thiên ma đấu khí, thổ hệ đấu khí phản kháng ngày càng yếu. Không gọi tu luyện đồn thổ quyết lại thuận lợi đến như vậy. Lý Giật thậm chí còn suy nghĩ xem, còn đền xem ngự hư thiên nhất quyết cũng tu luyện luôn một lần hay không nhưng cũng chỉ là kỹ mà thôi cổng pháp mới dù sao cũng vẫn chưa ổn định vẫn cần thời gian để dung hòa với các loại đấu khí khác hơn nữa tu điện đồn thổ quyết tuy đơn giản nhưng luyện hóa được thổ hệ đấu khí thì là cũng đã tiêu hao hết nửa ngày nếu còn không quay về thì đám người la tuyết phong nhất định sẽ đi tìm mình lý giật chậm rãi thu thế lại đang định kết thúc tù luyện thiện bản đấu khí trong đan điền khí hải đột ngột tuần động lý giật vô cùng kinh hãi ở trong đan điền khí hải thiên bà đấu khí vốn đang rất yên ổn, đột nhiên không thể khống chế được nữa. Từ bỏ sự khống chế với năm hệ đấu khí còn lại, thu thành một đám mây đấu khí vô cùng độc lượng. Mà đi sự khống chế của thiên bà đấu khí, bốn hệ đấu khí vốn ở trong cơ thể nhưng mãnh hổ thoát khỏi đồng, nhanh chóng lao về phía thổ hệ đấu khí vừa mới tù luyện được. Nguy rồi, tiểu tử, thiên bà đấu khí sắp đột phá rồi. Khốn kiếp, sao lại đột phá vào thời khắc này chứ? Sa tôn giả cũng vô cùng kinh hãi, vốn dĩ thiên bà đấu khí mà đột phá lên tầng thứ tư là việc rất tốt nhưng lại đúng vào lúc vừa tu luyện xong độn thổ quyết thì lại không hay chút nào ở trong dùng giới một cụ đấu khí ôn nhu nhưng cường đại nhanh chóng tuôn vào trong đan thiền khí hải của lý giật đấu khí của gia tôn giả tuôn vào khiến tình trạng vô cùng hỗn loạn của lý giật lại càng trở nên phức tạp hơn thiên bà đấu khí vẫn đang tiếp tục thù nhỏ lại nhưng năng lực ẩn chứa trong đám mây đấu khí đó lại khiến cho người khác vô cùng bất an. Còn băng hỏa đôi thánh, bốn hệ đấu khí lại không ngừng tấn công thổ hệ đấu khí, còn không ngừng xung đột với cỗ đấu khí phòng cự của xà tôn giả. Mấy cỗ năng lượng không ngừng xung đột khiến lý giật vô cùng đau đớn, không thể không chế nổi đan điền khí hại của mình. Tiểu tử, mau đưa thiền mà đấu khí dẫn vào trong kinh mạch, đan điền khí hại ta giúp người phòng thủ, mau đưa thiền mà đấu khí đột phá đi, ta không thể trông đỡ được lâu đâu. Thanh âm của tôn giả từ hồ đến từ chân trời. Đến giật biết đây là biểu hiện tinh thần của mình đang suy yếu. Nhổ ra một ngụm máu tươi đang nghẹn trong đồng ngực. Đến giật cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều. Nghiến rằng dựa vào công pháp tu luyện thiền mà đấu khí, tìm cách khống chế cỗ thiền mà đấu khí đang chuẩn bị đột phá. Đừng lý giật dẫn đạo, cỗ đấu khí đã thu nhỏ lại chỉ bằng quả trứng, đột nhiên giãn nở ra, khiến cho mấy cỗ đấu khí còn lại tàn tác khắp nơi. Rồi đã như nước lũ tràn bờ, nhanh chóng tuôn đi khắp kinh mạch toàn thân kinh mạch của lý giật trải qua vô số trận tù luyện đã trở nên vô cùng bền vững nhưng bị cỗ năng lượng cường đại đó tuôn vào đột nhiên cũng tăng lên tức cực hạn lý giật nhìn vào cũng thầm kinh hãi kinh mạch lúc này đã giãn nở ra mỏng như tờ giấy lúc này chỉ cần khẽ chạm vào là có thể vỡ ngay lập tức lúc này nếu có chút ngoại lực tác động vào thì hậu quả sẽ bị kinh mạch toàn thân nát vụn cho dù là có giữ được mạng thì tu vi toàn thân cũng sẽ bị phế bỏ hoàn toàn. Ồ, tiểu tử này đang tu luyện công pháp gì vậy? Đột nhiên, một thanh âm có chút ngạc nhiên, không hề có ý tốt vang lên. Thế nào là sợ cái gì, cái đó tới? Đi giật cuối cùng đã được nếm trải việc đáng ghét này. Nghe thanh âm đó, người vừa nói không ngờ chính là gã hồng y đại tư tế của đấu thần điện, khả bị tán. Lẽ nào là ám tụng tính công pháp, nhưng hình như không giống. Khả bị tán Người đó xem lúc này mà chúng ta cho hắn một trưởng, thì hậu quả sẽ như thế nào? Lại một thanh âm nữa vang lên, không ngờ lại còn có một kẻ đáng sợ hơn, chính là ma thành thành chủ cũng đã đến đây. Khắp bị tán và ma thành thành chủ, hai cả này tại sao lại ở cùng với nhau? Nghe ngữ khí của cả hai thì từ hồ đã hóa can qua thành bằng hữu. Trong lúc tù luyện, điên giật cũng không thể ngẫm nghĩ nhiều, chỉ có thể cố gắng tránh sự làm phiền của hai thanh âm này, dẫn đạo thiền và đấu ký đi khắp toàn thân chờ đợi đột phá. Muốn biết hậu quả thế nào thì thử một cái là biết ngay. các bị tán cười âm hiểm, chậm rãi tiến đại gần lý giật. Trong bàn tay, một cỗ đấu khí không đồng đượm lắm xoay chuyển không ngừng. Cũng là cười tu luyện đấu khí, các bị tán đương nhiên biết lý giật đang ở trong thời khắc quan trọng. Đừng nói là một đạo đấu khí không mạnh lắm. Hiện cho dù là một người bình thường chưa từng tu luyện đấu khí cũng đủ khiến lý giật tẩu hỏa nhập ma. Lý giật nếu hắn dám công kích ngươi thì dùng thiên ba đấu khí trong kinh mạch tấn công hắn Sa tôn giả trầm tĩnh nhắc nhở thực ra không cần Sa tôn giả nhắc nhở trong tình trạng hiện tại cho dù là liều mạng tới lượng bại cầu thường thì với tính cách của lý giật cũng tuyệt đối không chịu khoanh tay chịu trói đi tới cách lý giật khoảng ba bốn mét khác bị tán cười lạnh hai tay giương ra một cỗ đấu khí mạnh mẽ lao về phía đan điền khí hải của lý giật cùng lúc đó chỉ thấy lý giật chỉ khẽ giơ tay ra Đầu khi bảo xám đột nhiên tuôn ra Hai cụ đấu khí và chạm vào nhau Một tiếng nổ lớn vang lên Đi dật đang trong tư thế ngồi xếp bằng Bị đánh văng đi Vẫn duy trì tư thế đang tu luyện Nhưng miệng không ngừng thổ huyết Còn các bị tán tuyệt đối không thể nào ngờ được Một cường giả đang trong lúc tu luyện Hơn nữa dường như còn gặp phải phiền phức không nhỏ Lúc này lại có thể đánh ra đấu khí cường đại như vậy Lần ra tay vừa rồi Hắn chỉ đánh ra năm thành công lực nhưng bị thiền ma đấu khí vô cùng đồng đượm đánh trúng. Đột nhiên, cũng bị đánh bay ra xa mười mấy mét, đánh gãy mấy cái cổ thụ to mới dừng lại được. Đại tư tế vẻ mặt vô cùng khó coi và đáng ý, bây giờ lại vừa đau đớn vì bị cái máy đốt xương, vừa vô cùng cảm hận, bước tiếp về phía của lý giật. Tiểu tử này, hắn, hắn không ngờ lại tù luyện thiền ma đấu khí. đến giật vừa rồi ra tay, cũng khiến cho mà thành thành chủ vô cùng kinh ngạc. Nếu vẫn không nhìn ra lý giật tu luyện là cái gì, thì một ma thanh thanh chủ như hắn có thể đập đầu vào tường tự tử được rồi. Thiền bà đấu khí ư, lẽ nào tiểu tử này là người của thiên ma tông? Về mặt sát khí đằng đằng của Kha Bị Tán lúc này lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiền bà đấu khí tuy từng là nền tảng lập tông của thiên ma tông, nhưng mấy năm nay, món công pháp này đã trở thành truyền thuyết ở đấu thần đại lục, cơ hồ đã bị tuyệt tích. Tiểu tử lý giật này, tuy Kha Bị Tán Tùy chưa biết điều nhưng hắn lại biết rất rõ về thiên ma tông nếu thiên ma tông mà có nhân vật như lý giật đấu thần điện sao lại không hề biết gì chứ lý giật người rốt cuộc là người thế nào lai lịch cho làm sao nhưng lý giật lại không thèm để ý đến câu hỏi của khả vị tán thiên bà đấu khí vừa rồi đánh ra tinh mạch đột nhiên trở nên thông suốt lý giật đột nhiên có ý nghĩ muốn đem tất cả đấu khí ở trong cơ thể đánh hết ra để giảm bớt sự đau đớn của thần thể từ hồi biết được ý định của Lý Giật, xà tôn giả vội vắng nhắc nhở. Tiểu tử, đây là thiên ma đấu khí của ngươi, càng hệ tên tù vi sau này của ngươi. Thiếu một chút ít thì thành tựu sau này cũng sẽ kém một bậc. Lý Giật không nói gì, nhưng cũng cầm hiểu. Nhân lúc khả bị tán và ma thành thành chủ đang bàn tán về đấu khí của hắn, không lập tức ra tay. Hắn liền nhanh chóng thôi động thiên ma đấu khí, vận chuyển nhanh ở trong khắp kinh mạch. Thành chủ, ngươi đi thử xem xem tiểu tử đó rốt cuộc đang dở trò quỷ quái gì. Một chiều bị thua thiệt, anh cãi uy danh của thiên bà đấu khí. Khả bị tán chỉ căm hận nhìn đi giật, nhưng lại không tiếp tục ra tay, mà đi xúi dục ma thành thành chủ. Nhưng ma thành thành chủ cũng không ngốc như vậy. Nhìn kỹ đi giật mấy cái rồi cảm nhận, thấy cô lực lượng cường hạn ở trong thân thể của hắn. Ma thành thành chủ xua xua tay rồi nói, trước hết không động đến tiểu tử này. Nhân lúc hắn còn đang bận rộn, chúng ta đi giải quyết mấy tiền còn lại đã thiên bà đấu khí, tuy đi giận không muốn lãng phí, nhưng nếu khả bị tán hay bà thành thành chủ lại ra tay lần nữa, thì để dưỡng mạng, tiên giật cũng sẽ đành phải ra tay lần nữa. Lực lượng của thiên ba đấu khí, khả bị tán vừa rồi cũng đã được đánh giáo. Vì lực cường hãn bán đạo của nó, cả hai gã cường giả đều cảm thấy kinh sợ. Nhưng khả bị tán sao có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội này? Chúng ta cùng liên thủ ra tay, còn sợ không chế phục được tiểu tử này hay sao? Khả bị tán nói một cách ác độc, hai gã đấu tôn cao cấp liên thủ đối phó với một tên đấu tôn vừa mới đột phá lên. Hơn nữa, còn là nhân lúc dậu đổ bìm leo. Việc vô liêm sỉ như vậy, cho dù là ma thành thành chủ cũng cảm thấy do dự. Nhưng Lý Giật lại vô cùng lo lắng. Nếu thiền bà đấu khí mà bị hai gã cường giả kia liên thủ tấn công, vậy công đạo tù luyện vất vả hơn nửa năm nay, mấy lần giao đấu sinh tử đều sẽ trở thành công cốc. Hơn nữa, cái mạng nhỏ này cũng khó mà giữ được. Làm thế nào, lão quỷ, Sao tôn giả lúc này đang vất vả đối phó với cục diện hỗn loạn ở trong đan điền khí hải của Lý Giật. Nghe thấy hắn hỏi như vậy, cũng tức giận nói. Còn làm thế nào nữa? Nếu bọn chúng dám điền thủ, thì dùng hết tiền mà đâu khí đánh trả. Lẽ nào cứ dương mắt nhìn bọn chúng đánh chết người hay sao? Đột nhiên tiền ma đau khí tràn ngập trong kinh mạch, đột nhiên thoát khỏi sự khống chế của Lý Giật, khẽ ngưng lại một chút, sau đó đột nhiên di chuyển ngược chiều trong kinh mạch. Tình trạng đó thông thường chính là dấu hiệu tàu hỏa nhập ma nhưng lúc này Lý Giật lại cảm thấy toàn thân vô cùng dễ chịu. Kinh mạch toàn thân, cờ bắp, xương khớp đều thả lỏng hết cả ra. Cảm giác thoải mái dễ chịu như đang ngầm mình trong suối nước nóng. Màu đưa thiền bà đấu khí dẫn vào trong đan điền khí hải. Thiền bà đấu khí đã đột phá thành công, nhanh lên, tiểu tử, tả sắp không chịu được nữa rồi. Sa tôn giả cũng đang trong giai đoạn phục hồi sau khi thực lực bị tổn hại quá lớn. Lúc này đối phó với bốn hệ đấu khí cuồng bạo cũng vô cùng vất vả đùng đùng lý giật đang dẫn tiền bà đấu khí vào trong đan điền khí hải. các bị tán và thành ma thành thành chủ cuối cùng đã đạt được nhất trí trái phải hai bên dần dần đi lại phía lý giật sau đó đấu khí cường hãn từ trong lòng bàn tay hai gã tuồn ra mang theo tiếng xe gió hung hãn tấn công về phía của lý giật lúc yếu nhất cũng là lúc mạnh nhất lý giật mặc kệ bọn chúng dẫn tiền bà đấu khí về Sa tôn giả đột nhiên ra một chỉ thị vô cùng cổ quái lý giật tuy không hiểu ý nghĩa là gì nhưng lúc này bảo hắn dùng thiên ba đấu khí vừa đột phá được để đỡ đòn tấn công của khả bị tán và ma thành thành chủ thì hắn cũng không muốn để nghe thấy xả tôn giả nói như vậy hắn cũng không thèm để ý tới hải cụ đấu khí đang hùng hãn tấn công về phía mình chỉ chuyên tâm dẫn thiên ba đấu khí quay về đàn điện khí hải lúc này lý giận đang ngồi xếp bằng trên tuyết toàn thân được bao phủ bởi một tầng dương mỏng màu xám ngoài ra không hề có đấu khí hay không gian phòng ngự gì cả hai cỗ năng lượng kinh người chuẩn bị rút lên nhục thân không cần phòng ngự của hắn cho dù là một thân thể bằng sắt thép dưới đoàn tấn công của hai đấu tồn cường giả thì e rằng cũng sẽ bị biến thành một đống sắt vụn điều này các bị tán và ma thành thành chủ vô cùng tin tưởng do vậy khi nhìn thấy đi dần không hề dùng cỗ đấu khí cổ quái lúc trước để mà đánh trả mà ngồi khoanh tay chờ chết cả hai đều cười lạnh xem ai có thể cứu được ngươi khác bị tán cười hung ác từ hồ đã nhìn thấy cảnh lý giật bị hai cỗ đấu khí đánh cho tàn xác không ai có thể cứu lý giật ngoại trừ chính bản thân hắn khiến cả bị tán vô cùng bội phục là khi hai cỗ đấu khí cường hãn đó đánh lên lớp sừng mỏng quanh người lý giật chỉ thấy một cỗ khí tức ba động đột nhiên tỏa ra rồi hai cỗ đấu khí của hắn và ma thành thành chủ đánh ra đều bị đánh bật trở lại hơn nữa còn tăng thêm một cỗ lực lượng cường đại kỳ lạ cho đến lúc bị hai cỗ lực lượng đó đánh bay đi Cãi thêm mấy đốt sườn nữa, khắp bỉ tán vẫn không hiểu nổi suốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra vậy? đi giật cũng không hề biết. Thiền mà tầng tư tư lợi hại như vậy sao? Không cần ra đòn, cũng có thể khắc chế địch. Vậy thì không cần khách giáo nữa, diệt luôn hai lão quái vật này vậy. Lý giật cũng biết là điều này rất khó tin. Nhưng ngoài cách giải thích đó ra, hắn không còn có cách nào giải thích hay hơn nữa. Diệt cái con khỉ gì? còn không mau chạy đi. gia tôn giả kêu lên rồi giải thích. Thiền bà đấu khí đột phá cần số lượng lớn tiền địa linh khí trợ lực. Tầng xương mỏng quanh người của ngươi chính là tiền địa linh khí được để giúp người đột phá, để có thể đột phá lên thiền bà đấu khí tầng thứ tư. Ta đoán thiền địa linh khí trong phạm vi 10 dặm quanh đây để bị người hấp thu sạch rồi. Cô lực lượng này đừng nói là hai gã đấu tôn, cho dù là đấu thánh cường giả, e rằng cũng không thể chống đỡ nổi. Tình trạng này được gọi là thời gian thần hộ. Nếu như không nhân thời gian này mà chạy trốn, hai tên ma đầu đó mà hoan hôn thì người sẽ vòng mạng đấy. Lý giật sớm co giò chạy về phía bờ biển băng trôi. Thật là nguy hiểm. Chậm đột phá một chút nữa thôi, thì lần này thật sự sẽ vòng mạng. Đột phá lên tầng thiên ma tầng thứ tư, thiên bà đấu khí cũng trở nên cường đại hơn. Dễ dàng khống chế nằm hệ đấu khí trong cơ thể hơn rất nhiều. Bản thân của Lý giật cũng vừa thoát khỏi hiểm cảnh. Lúc này trên bờ biển băng trôi, tạc mạng Lý vẫn đang bận rộn với tàu đấu thận Đám người la tuyết phong thì đốt lửa, học cách làm của Lý Giật cũng ngồi nướng thức ăn. Nhìn thấy Lý Giật cố sức chạy về, anh Vũ Tình liền hỏi. Lý Giật tiểu đệ, gặp phải ma hay sao thế? Người chạy đi đâu cằn đường anh như vậy? Lý Giật dừng bước, cười khổ mà nói. Đúng là gặp phải ma thật, hơn nữa còn là hai con ma cơ. Khả bị tán và ma thành thành chủ tiền thủ tấn công ta nghe nói tới kha Bỉ tán và ma thành thành chủ ngoài tử quỷ ra thì đám người đạt đá tuyết phòng đều kinh hãi đứng bật dậy lê giật cũng không ngốc tới nỗi kể về chuyện tu luyện thiền mà đấu khí mà nói rằng hai tên ma đầu đó bị thương nhưng không có nghiêm trọng nếu không có gì bất ngờ thì rất nhanh sẽ kéo tới đây gây chuyện tuy dựa vào thiên địa linh khí tập trung lúc đột phá lên thiên ma tận tư tư khiến cho kha bị tán và ma thành thành chủ chịu chút đau khổ nhưng chút đau khổ đó đối với đâu tồn cường giả mà nói thì không có gì kỳ gớm cả, chỉ một lúc là có thể khôi phục hoàn toàn, cũng có nghĩa là thời gian để bọn chúng chuẩn bị nghình địch hoặc bỏ chạy chỉ có một lúc đó mà thôi. Tác mã lý, tác mã lý, màu cho chúng ta biết tàu của ngươi bao giờ có thể ra biển. Là tuyết phòng nghe lý Giật nói xong, lập tức quay về phía tác mã lý đang ở trên tàu đấu thần mà nói to: ba ngày nhiều nhất là ba ngày, tàu đấu thần của chúng ta có thể dương buồm ra khơi, À à không? tộc của chúng ta không có buồm. Tạc Mã Lý đứng ở xa xa, không nghe thấy tin về Kha Bị Tán và Ma Thanh Thanh Chủ, nên vẻ mặt vui vẻ đáp. Ba ngày lâu quá, Tạc Mã Lý cho người ba giờ chuẩn bị, ba giờ sau chúng ta ra khơi ngay. Sự đo lắng của La Tuyết Phong cũng không phải không có lý. Dựa vào thực lực hiện tại thì tuy đã là thêm một gã tử quỷ, nhưng tên này rất không đáng tin. Không thể hy vọng hắn có thể làm được việc gì ra hồn cả. Nếu Kha Bị Tán và ma thành thành chủ cũng mang theo rượu thì sao còn năm người la tuyết phong điền thủ đối phó với một gã còn được hai gã quái vật mà điền thủ với nhau căn bản không có hy vọng chiến thắng ba giờ đồng hồ không thể nào trừ phiên cây muốn tàu đấu thần trở thành tàu tử thân. tạc mã lý vẫn chưa ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề trả lời rất nhẹ nhàng nếu ta nói với người kha Bị tán và ma thành thành chủ hiện tại đang ở trong rừng cây ba giờ sau sẽ sống tới đây kể chuyện với chúng ta thì sao? Khả bị tán sao? Mà thành thành chủ nữa cơ à? Trời ơi! hai bọn chúng chẳng phải đang đánh nhau ở trong phạm thần mộ hay sao? Ta! Ai đang bịa đặt ra thế chứ? Ta! Ta tận mắt nhìn thấy! Đi giật quát lớn! Bọn chúng hiện tại không những không đánh nhau sống chết mà còn thân thiết hơn cả huynh đệ kia kìa. Bây giờ Lý Giật lại nói một câu. Khỉ thật! tặng mã Lý trừ đồng một câu, sau đó nhanh chóng biến mất trong con tàu, chỉ có thanh âm là vang lại. Ba giờ đồng hồ, các vị thần bảo hộ, ta chỉ đảm bảo con tàu đáng chết này có thể khởi động được, nhưng không đảm bảo chúng ta có thể đến được thần chỉ lĩnh vực đâu. Mấy người trên bờ biển cũng không nhàn rỗi, lập tức chuyển lên tàu tất cả các giã thú đã đánh bắt được để chuẩn bị cho chuyến đi biển. Đương nhiên là cả gỗ để nướng và băng tuyết để dùng làm nước ngọt. Chỉ có tiểu quỷ là mặc kệ, thản nhiên nhìn đám người ra tuyết phong bận rộn ngược xuôi, lại còn nhồm nhòm nhai từng miếng thịt nướng thơm phức. Khả bị Tán và Ma Thành Thành Chủ còn đến nhanh hơn cả sự tính của đám người đi giật. Bởi tàu đấu thần và ụ tàu to lớn, quả thực quá dễ nhận biết. <laughs> còn tàu này lớn thật, mấy tên tiểu tử, cảm ơn các người đã chuẩn bị quà cho ta. Khả bị Tán vô cùng thông minh, vừa nhìn thấy tàu đấu thần là lập tức hiểu bọn người đi giật định làm gì. Những tên nhân loại đáng ghét này, bọn chúng định làm gì? Để nào bọn chúng muốn tới thần chi lĩnh vực hay sao? Ma thanh thanh chủ đường nhìn cũng không ngốc ta nghĩ đúng như vậy đấy nhưng đáng tiếc là kế hoạch của bọn chúng phá sản rồi thanh chủ các hạ có hứng thú cùng ta tới thần tri lĩnh vực không không có hứng thú ta sẽ không rời khỏi bằng phòng thế giới mục tiêu của ta là giết chết bọn chúng sau đó người tới thần tri lĩnh vực ta quay về ma thanh chúng ta kết thúc hợp tác được vậy quyết định như vậy đi nhưng không cần giết bọn chúng chỉ cần phế đan điền khí hải của bọn chúng là được ta vẫn cần vài tên thủy thủ trèo thuyền cho ta cơ mà. Trong khi ca bị Tán và Ma Thành Thành Chủ vẫn còn đang trao đổi điều kiện, mọi người La Tuyết Phong cũng không hề rảnh rỗi. Năm người tập trung lại một chỗ, thâm đê phong, còn anh Vũ Tình thì nói chuyện với tiểu quỷ. Hải gã đó là kẻ địch, lạt nữa nếu đánh nhau thì tiểu quỷ, người phải giúp chúng ta. Tiểu quỷ cũng không hề ngốc, đó là địch nhân của các người, không phải của ta. Nếu các người thua, bị người ta cướp mất đầu thì còn như ta thắng cược, lòng tử thuộc về ta có đúng không? Lẽ nào ngươi không muốn quay về thần chi lĩnh vực sao? Lòng tửu sớm muộn cũng thuộc về ngươi. Chỉ cần quay về thần chi lĩnh vực, ta đảm bảo người có rượu uống không hết. Ngươi lấy gì đảm bảo? Ta không tin lời của một nhà đầu. Ngươi chưa từng tới thần chi lĩnh vực, căn bản không hiểu gì về thần chi lĩnh vực cả. Ở thần chi lĩnh vực, rượu là thứ bị cấm. Chỉ có mấy gã bán rượu lậu mới có rượu thôi. Nói như vậy, thì ngươi không định giúp chúng ta hay sao? Anh vô tình tức giận nói. Mấy ngày này anh vũ tình cũng bỏ ra không ít công sức với gã tiểu quỷ này Cả này tuy nhân phẩm không ra gì nhưng dù sao vẫn chưa tới mức vô tình vô nghĩa thấy anh vũ tình tức giận ngữ khí cũng dịu xuống ta cũng không nói là không giúp chỉ cần không quá phiền phức giúp cả người một chút cũng không sao còn la tuyết phong lại có ý định của riêng mình hắn hiển nhiên không muốn có cuộc đấu sinh tử với kha vị tán và ma thành thành chủ tạc mã lý người đưa anh vũ tình tiểu thư lên tàu đấu thần đi tìm cách nào làm cho tàu đấu thần khởi hành đi. Nghe thấy vậy, Lý Giờ tỏ ra nghi hoặc. Chúng ta có lẽ không thể lên tàu an toàn khi chưa tiêu diệt được hai lão già này. Không tính nhiều như vậy được, đành phải liều một phen thôi. Suy cho đến cùng, là Tuyết Phong vẫn không tin tưởng lắm vào tư quỷ. Tuy biết thực lực của hắn tuyệt đối không thua kém Kha Bị Tán và Ma Thành Thành Trụ. Hai tên này là người như thế nào? Giật đợi hại hay sao? Tư quỷ vừa nhai miếng thịt nướng bộ dạng thản nhiên nhìn Kha Bị Tán và Ma Thành thành chủ. Tử quỷ, người thử chẳng phải biết là hay sao. Thử thì thử, sợ cái đách gì. Tử quỷ vừa nói vừa ra tay luôn. Hai viên xúc sắc tung ra, xúc sắc được một lớp ánh sáng màu làm bào bọc, mang theo tiếng vù, lao về phía Kha Bị Tán và Ma Thành thành chủ. Cảm nhận được cỗ năng lượng cường đại ẩn trong hai viên xúc sắc, Kha Bị Tán và Ma Thành thành chủ cũng không dám khỉnh địch. Một chiêu đánh về phía viên xúc sắc đang lao về phía mình, rồi thân hình lao về phía đám người lý giật. Hai cụ đấu khí cuồng bạo lao tới, khiến không gian cũng bị rung động. Ô, lợi hại thật, nhưng ta mặc kệ, cả người tự đánh đi. Từ quỳ chạy nhanh tới mức khiến người khác phải khâm phục. Lời chưa dứt, thân hình hắn đã đùi về bên cạnh tàu đấu thần. Từ tốc độ đó có thể thấy, thực lực của hắn không những không hề thua kém cả bị tán hay ba thành thành chủ, mà thậm chí còn cao hơn một bậc. Chỉ tiếc là ý chí của gã này lại là con số âm, Lý giật và là tuyệt vọng cũng không ngờ được rằng Từ quỷ đã vô liêm sỉ như vậy. Vừa nãy còn thử thi thử, trong nháy mắt đã chạy nhanh hơn tất cả những người khác. Hai cụ đấu khí cường đại đã từ trên không trung đánh xuống. Hai người cũng chẳng còn cách nào khác, cơ hồ cùng dương siêu phẩm thần binh của mình ra. Quý kỳ thần uy của siêu phẩm thần binh, khắp bị tán và mà thành thành chủ cũng lùi lại vài bước. Thủ ấn tung ra, thiên địa linh khí bốn phía nhanh chóng tuôn về. Không được, Hải Lãm bà đầu định dùng đấu ký với cấp bậc đấu tồn cao cấp của Khả Bị Tán và Ma Thành Thành Chủ. Cho dù không phải là bạch hổ đấu ký mà chỉ là chu thức đấu ký, thì là Lý Giật và là Tuyết Phong cũng chẳng có mấy phần chắc chắn có thể dựa vào siêu cấp thần binh để chống đỡ lại được. Vấn đề bây giờ là nhân lúc Khả Bị Tán và Ma Thành Thành Chủ vẫn còn đang chuẩn bị phát động đấu ký để chủ động công kích, hay là hai người liên hợp tận lực kháng cự để đấu ký của Hải Cá? nếu lựa chọn liên hợp thì hai người sẽ chắc chắn có chút khó khăn. Còn nếu chủ động công kích thì phải có chút may mắn. Nếu trước khi hai tên ma đầu đó chuẩn bị xong mà công kích được thì hai cạn đó sẽ bị thua thiệt nặng. Nhưng nếu lúc bên mình công kích mà đối phương cũng đã chuẩn bị xong thì bọn chúng sẽ là người phải chịu thiệt. Có trời mới biết thời gian chuẩn bị phát động đấu kỹ của hai gã ma đầu này là bao lâu. Nhìn vào mắt nhau, Lý Giật và Lá Tuyết Phong tìm thấy đáp án trong mắt đối phương. Đó chính là sự công kích. Thời gian rất là quý giá, đặc biệt là lúc này, liên giật công kích Kha Bỉ Tán là tuyệt phòng công kích Ma Thành Thành Chủ. Hai vị đấu tồn cấp thấp, không có ngờ, lại bị cao thủ chủ động tấn công hai tên đấu tồn cấp cao. Khả Bỉ Tán và Ma Thành Thành Chủ cũng thầm khâm phục, sau đó hai tay vung lên, đấu kỹ chưa được chuẩn bị kỹ lưỡng cùng vội vàng xuất ra. Cho dù là thi triển vội vàng, nhưng thành thế của Chủ tước đấu kỹ do hai đấu tồn cao cấp phát ra cũng khiến người khác phải kinh hãi. Chính cái ầm ầm hai tiếng nổ lớn vang lên, ánh sáng chói mắt dò đấu khí va chạm với nhau, khiến mặt trời cũng như ảm đạm hẳn đi. Ở giữa bờ biển và rừng cây, hai đám đấu khí nổ tung ra, rồi nhanh chóng bao trùm lấy bốn cường giả đang chiến đấu. Nhờ ánh sáng của đấu khí che mắt, đi giật thi triển vần bộ, vòng ra phía sau kha bị tán. Siêu phẩm thần bình được tuôn đầy, đấu khí chém mạnh xuống. Nếu là cường giả bình thường gặp phải bộ pháp quỷ dị và uy lực của siêu phẩm thần binh của lý giật thì sẽ bị chém làm đôi nhưng ca bị tán có thể tấn thăng thành hồng y đại tư tế của đấu thần điện cũng không phải là do may mắn cảm nhận thấy cốt lực lượng đặc biệt của siêu phẩm thần binh ở sau lưng các bị tán cũng không quay đầu lại trong khoảnh khắc khi phát thiên kiếm sắp chém xuống lưng của hắn thì hắn cũng nhanh chóng tránh thoát còn lý giật thấy một đòn không trúng cũng vội lao theo phát thiên kiếm rời khỏi tay tấn công chỉ có thể lợi dụng siêu phẩm thần binh tấn công mới khiến khả bị tán không thể ngơi tay để phản công được phía bên kia là tuyết phong cũng có ý định như vậy thì lòng tiền vây lấy người của ma thành thành chủ nhưng dù là lý giật hay là tuyết phong đều hiểu rằng tấn công điên cuồng như vậy cũng chỉ có thể làm chậm lại kết cục thất bại các vị tán và ma thành thành chủ không phải là đấu tôn cường giả như hạ hậu thuận bất luận là kinh nghiệm thực chiến hay là thực lực đều vượt trội so với bọn chúng một khi đối phương phản công thì mình chắc chắn sẽ bị thảm bại. Tàu đấu thần cuối cùng cũng dần khởi động. Tự quỷ đứng trốn ở cạnh tàu đấu thần, không biết từ lúc nào đã lên tàu, ra sức xoay chợ bánh, xoay đường kính hơn 2 mét. Bàn xoay qua một hệ thống bánh răng gỗ, truyền động, truyền lực xuống hàng mái trèo ở hai bên tàu. Tàu đấu thần xuất phát. Tự quỷ sung sướng hô to. Tiếng quát của hắn làm cho tất cả mọi người nơi đây đều cảm thấy giật mình.